Chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về tiểu sử và sự nghiệp Đặng Lê Nguyên Vũ, vua cà phê Việt. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ sinh ngày mùng 10 tháng 2 năm 1971 trong gia đình nghèo tại tỉnh Khánh Hòa. Đến năm 1979, ông cùng gia đình di cư lên sinh sống tại huyện miền núi Em Rắc, tỉnh Đắk Lắk. Năm 1981, khi biến cố gia đình xảy ra, bố ông mắc bệnh nan y, khiến kinh tế gia đình càng trở nên sa sút. Chính từ thời điểm này, ý chí về việc làm giàu đã được thôi thúc mạnh mẽ trong ông. Đặng Lê Nguyên Vũ là một doanh nhân Việt Nam. Ông là người sáng lập, chủ tịch, kiêm tổng giám đốc tập đoàn cà phê Trung Nguyên Việt Nam. Theo giới doanh nhân phương Tây, tài sản cá nhân của ông có thể lên tới 100 triệu USD. Khi được Forbes vinh danh vua cà phê Việt, ông cùng với chủ tịch Vinamilk Kiều Liên là một trong số những doanh nhân Việt được Forbes ca ngợi. Tóm tắt tiểu sử Đặng Lê Nguyên Vũ. Tên thật: Đặng Lê Nguyên Vũ. Ngày sinh: 10 tháng 2, 1971. Quê quán: Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam. Nơi cư trú: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk và thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp: doanh nhân. Chức vụ: nhà sáng lập, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Trung Nguyên Việt Nam. Danh hiệu: vua cà phê Việt Nam. Tôn giáo: Đạo Phật. Vợ: bà Lê Hoàng Diệp Thảo, từ năm 1998 đến 2019. Con cái: Đặng Lê Trung Nguyên, Đặng Lê Bình Nguyên, Đặng Lê Thảo Nguyên, Đặng Lê Tây Nguyên, Đặng Lê Minh Vũ. Sự nghiệp của Đặng Lê Nguyên Vũ. Năm 1981, bố ông gặp trọng bệnh, gia cảnh sa sút, hình thành ý chí làm giàu trong ông. Năm 1992, nhập học khoa y Đại học Tây Nguyên. Vừa đi học, ông vừa đi làm kiếm sống. Năm 1996, hợp tác với ba người bạn, lập nên hàng cà phê Trung Nguyên, bấy giờ chỉ là một cơ sở rang xay với diện tích vài mét vuông và chiếc máy rang bằng tay cũ kỹ, và công việc giao cà phê rang xay cho các quán khác. Năm 1998, công ty Trung Nguyên lần đầu tiên mở quán cà phê ở thành phố Hồ Chí Minh, được nhắc đến như là doanh nghiệp đầu tiên kinh doanh mô hình nhượng quyền thương hiệu và bắt đầu xuất hiện các quán cà phê nhượng quyền thương hiệu Trung Nguyên. Từ năm 2000, thương hiệu Trung Nguyên và cái tên Đặng Lê Nguyên Vũ bắt đầu được nhiều người biết đến. Năm 2005, hãng cà phê Trung Nguyên được xem là nhà chế biến cà phê lớn nhất Việt Nam, vượt qua tất cả các đối thủ nước ngoài. Cà phê Trung Nguyên được Bộ Ngoại giao Việt Nam chọn làm đại sứ ngoại giao văn hóa và làm quà tặng các nguyên thủ quốc gia. Khối tài sản đồ sộ của vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ. Với sự phát triển mạnh mẽ của cà phê Trung Nguyên đã giúp ông Vũ có được khối tài sản khổng lồ. Theo báo cáo của tập đoàn Trung Nguyên qua các năm, doanh thu của công ty trong giai đoạn 2015 đến 2017 đạt mức 3.800 tỷ đồng. Tính đến 31 tháng 12 năm 2017, tổng tài sản của Trung Nguyên đạt 5.696 tỷ đồng. Về tổng tài sản mà vị đại gia 49 tuổi này sở hữu, tính đến tháng 10 năm 2018 vào khoảng 2.102 tỷ đồng. Số tài sản này sẽ bao gồm tiền mặt, ngoại tệ, cùng các bất động sản, cổ phần tại các doanh nghiệp mà ông đang sở hữu hiện nay. Trong vài năm gần đây, ông Vũ đã chi nhiều tiền cho công ty và những dự án riêng của mình. Ông đã dùng 1.000 tỷ để làm truyền thông cho Trung Nguyên. Bên cạnh đó, ông chi hơn 200 tỷ đồng cho chương trình Lập Chí Vĩ Đại, Khởi Nghiệp Kiến Quốc. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.